Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tuần 28, trang 62, ôn tập giữa học kỳ 2, tiết 5. Đề bài: viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết. Thì đề bài hôm nay các em sẽ viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu. Đoạn văn ngắn này thì miêu tả về ngoại hình của cụ già mà em biết, thì các em có thể tả cụ ông hoặc là cụ bà. Thì các em chỉ viết một thành một cái đoạn văn. Đoạn văn này có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Thì các em chỉ tập trung vào tả ngoại hình của cụ già này, về vóc dáng, màu da, tóc, gương mặt rồi mắt. Thì thường là vóc dáng của các cụ thì như thế nào? Ví dụ như là thân hình thì gầy guộc, tóc thì bạc trắng, lưng thì còng xuống. Trên mặt thì có những nếp nhăn do tuổi già. Rồi có những cái vết nám như là những cái vết bụi của thời gian nè. Rồi nếu là cụ ông thì cụ ông thường có chòm râu dài, bạc phơ, trông giống như là những ông bụt ở trong truyện cổ tích. Còn đôi mắt của các cụ thì như thế nào? Đôi mắt thì đã đục mờ. Mỗi lần đọc sách thì như thế nào? Phải đeo kính nè. Rồi có nụ cười của ông thì cười tươi, sảng khoái. Đối với ông thì em là người như thế nào đối với ông? Ông là người như thế nào đối với hàng xóm láng giềng? Đó thì các em sẽ chỉ tập trung vào tả ngoại hình về vóc dáng, màu da, tóc, gương mặt, mắt, v.v. Thì ở đây cô sẽ tả về ngoại hình của một cụ ông, đó là ông Tư. Cô ví dụ là ông Tư năm nay đã già, mái tóc ông bạc trắng, rồi thân hình ông thì gầy guộc. Lưng còng xuống. Trên mặt ông ngoài những nếp nhăn do tuổi già, còn có những vết nám như những vết bụi của thời gian. Rồi tiếp theo, ông có chòm râu dài. Bạc phơ như những ông bụt. Trong truyện cổ tích, đôi mắt ông đã đục mờ.
mỗi lần muốn đọc báo ông phải đeo kính. Mỗi lần ông muốn đọc báo, thì ông phải đeo kính. Rồi, chỉ có nụ cười của ông là còn mãi với thời gian. Nụ cười tươi sảng khoái. Biểu lộ sự phúc hậu đáng quý. Đối với em, ông Tư là người hàng xóm. Vừa gần gũi lại vừa đáng mến. Như vậy thì các em vừa theo dõi một đoạn văn ngắn tả về ngoại hình của một cụ già, thì ở đây là cụ ông mà em biết. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong các thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.